phong cảnh của khu du lịch cái gì đây? Bình Quế 1 à? Bình Quế 2. À, Bình Quế Đây là 2. phong cảnh của khu du lịch Bình Quế 2 vào những ngày cận Tết cuối năm. Đã có cái không khí Tết đang về, hoa rất là nhiều. Mọi người đi chụp ảnh để lấy những cảnh đẹp. Nên hôm nay mình cũng tất cả xin tình đi chụp mấy tấm hình cho các bạn xem. Dù trong lòng mình hy vọng rằng là cảnh vật bên ngoài nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy vui hơn. Là nhà hàng Hoa Sim, món ngon Bình Quế, lẩu gì đây, lẩu cháy giác cá dứa. Cháy giác là gì chị? Đó, mình sẽ quay khu vực này cho các bạn xem. À, cảnh ở đây cũng yên tĩnh, chụp hình cũng đẹp. Các bạn thấy thuyền hoa không? Hoa rất là đẹp đúng không? Đó. Rồi xe cũng có hoa ở này, mọi cảnh trí là hoa, hoa thời gian. Xích lô đó. Xa xa có những cặp tình nhân chụp hình nữa. Có rất nhiều là nam thanh nữ tú đang lấy lại những cái cảnh đẹp, ghi lại những cái dấu ấn kỷ niệm một thời. À, thời và những chiều cuối năm nó có rất nhiều những cái sao xuyến làm cho lòng mình nó cũng lâng lâng dừng lại. À, có ẩm thực nữa. Rồi nếu mà mình đói bụng thì mình ghé vô, có ẩm thực đủ món hết, nam Nam Trung Bắc đủ mọi món, hợp với khẩu vị của chúng ta. Nếu mà ai thích ăn món gì thì này có xe nước mía Bình Quế nữa kìa. Nước mía 10.000 ly. Dễ thương chưa? Mẹ đang đạo diễn cho con gái chụp hình nhỉ? Dễ thương ha. Bé nó nhỏ mà nó lanh quá ha chị ha. Biết hết. Má nó kêu nó làm gì nó làm. Chà, cô kia làm gì đây? Chụp đẹp à. Hai phó nhòm luôn. Đang có đá nước đó. Lấy cảnh này cái bữa nào tôi đi tôi chụp một bữa coi. Dễ thương ha. Ba thợ chụp hình luôn. Cái cầu khỉ đó chị. Chưa chụp cầu khỉ. Qua bên đò là tới rồi nhưng mà bây giờ là đò này. Dám đi không? Trơn lắm. Ừ. Có kéo lưới nữa kìa chị. Vó. À kéo vó à? Ồ xe này xe gì? Xe di chuyển nè. Này cắt. Ồ món ăn dân dã quá, ăn bắp khoai lang nè. Có để sàn số mua cái rồi. Tại không quá nè, không thờ có đấy. Nhân đây đây là ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ, giá là như là 340 một người. Vô đây là mình sẽ ăn mấy món dân dã như vậy. Có các quầy như đây, cá gì? Cà phê vợt. Gì là chè chị? Chè bớp, chè khoai mỡ. Ẩm thực gì đây? Khẩn hoang Nam Bộ thứ bảy chủ nhật hàng tuần từ 17 giờ đến 20:30. Vậy là thứ bảy chủ nhật mới có ha. Chứ bình thường cũng đâu có đâu.
Ừ, nó cũng êm đềm, cảnh cũng đẹp, chụp hình cũng được. Thôi, tới khúc này em coi cái giá đây này, ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ là giá vé người lớn 340, trẻ em là 210. Không khí Tết, Tết này Tết Giáp Thìn à? Ồ, có bông súng nữa này chị. Mấy cái này gì vậy chị? Tò này. Tò ho là gì? Có chơi được không? Mất công quá. Tính mua cho thằng cháu. Đó em mới đem mua, đó người ta làm xong rồi đó. Mất công tí nên em phải. Ồ, con trâu này chị ơi, chưa chụp hình con trâu. Khổ qua này. Mướp này có đầy đủ đây. Có chụp hình mưa cái gì con trâu nữa không? Chụp máy luôn luôn hả chị? Các em chụp hình. Ủa này nó cái súng mà sao nó giống cái mẹt quá hả chị ha? Bèo Nhật á. Bèo Nhật á hả? Có không khí Tết rồi này, cái mai này. Thôi đi về. Khu du lịch Bình Quới 1. Này Bình Quới 1 chị ơi. Vậy là phía kia mới là Bình Quới 2. Việt Nam giờ xe hơi không thấy chưa? Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp ở các video tiếp theo.